chăm hoa lan rừng á, thì nó có rất là nhiều thú vui cả nhà. Thứ nhất nó lại đa dạng chủng loại, như đây kiều tím nè, còn đây là đùi gà nè, nó vừa đa dạng chủng loại. Và ngoài cái mùa hoa thì nó sẽ là cái mùa mầm cho cả nhà mình. Mình chăm sóc quanh năm từ cái mùa mầm cho tới cái mùa hoa thì mình thưởng được cái bông hoa của nó thì nó lại rất là ý nghĩa, đúng không cả nhà? Đây là một cái giò đùi gà nè, siêu to, một cái giò đã thuần khỏe lâu năm bên em. Cái giò này thì phải chắc phải 2-3 người ôm mới hết. Cái giò này thì cả nhà mình có thể tham khảo giá của nó là 5.750.000 nha, 5.750.000 để có một cái giò hoa lan đùi gà cây thuần khỏe đang lên mầm chi chít như thế này. Thì cả nhà mình có thể mình cứ sưu tầm chứ không, muốn về để có những cái giò hoa lan đẹp trong nhà nè, vừa có cái màu xanh trong vườn, mình mang lại cái cảm giác thư thái trong nhà, mình sưu tầm, mình chăm sóc, thì cả nhà mình có thể mình tham khảo nha. Còn bây giờ thì em sẽ lên theo từng mẻ, tí nữa tới cái mẻ đuôi gà hoặc là những cái giò tác phẩm thì em sẽ quay cụ thể hơn cho cả nhà mình. Rồi em sẽ lên từng mẻ nha, từ cái giò vài chục ngàn cho tới vài trăm ngàn đều có đủ cho cả nhà mình sưu tầm, rất đa dạng ạ. Rồi E1, cái này là long tu đá nha cả nhà ơi, long tu đá cây đang lên mầm rất là khỏe cho cả nhà mình thế này. Chậu thì cả nhà mình yên tâm, đang đi mầm rất là khỏe và tròn đều. Giá thì chỉ có 70.000 một chậu thôi cả nhà ơi, 70.000 một chậu như thế này. Tranh thủ sưu tầm cả nhà ha, 70.000 một chậu đang lên mầm tròn đều xung quanh luôn. Rồi tiếp theo đây là hoàng thảo vôi cả nhà ơi, hoàng thảo vôi đang đi mầm cũng cực kỳ đẻ luôn. Anh chị mình xem nè, mùa này thì mình ngắm mầm nó cực kỳ rất là thích ha. Nó phủ xanh cái màu xanh trong vườn mình rồi. Giá chỉ có 100.000 một chậu mà A2. 100.000 một chậu đang lên mầm, cả nhà mình yên tâm mua hàng bên em thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn những giò như thế này thì cây đã trồng thuần khỏe rồi nè, đây nè, cây trồng thuần khỏe thì cả nhà mình về chăm sóc rất là dễ, và khi cả nhà mình muốn sang chậu cũng rất là dễ nha. Cây thì đã trồng thuần khỏe lâu năm á, cả nhà nó bám rễ và giá thể chặt vào trong chậu nè, cả nhà mình cứ bóp nè, cứ bóp chặt chậu đi để cho nó mềm giá thể ra, xong mình nắm vào những cái phần thân, mình nắm vào những cái thân nó đây cả nhà, nắm vào những cái thân đang chặt như thế này đây nè, là cả mình có thể mình dỡ được nguyên một cái bầu giá thể của nó rồi. Và sang chậu cực kỳ đơn giản nữa, chỉ cần đặt vào trong cái chậu mới, thêm than vỏ thông hoặc là dớ đó vào để trong chặt chậu là được cả nhà ha. Rồi tiếp theo cái này đây em đang có là cái này là dễ hạt bụi cả nhà ơi. Đây nè anh chị, mình muốn sưu tầm những cái giò dễ hạt bụi như thế này, nhiều thân và khỏe như thế này cả nhà, chốt nè. Giá thì 120.000 hai chậu cả nhà ha. Nè, đang đi rễ và toàn bộ đều là cây thuần khỏe lâu năm cho cả nhà mình luôn. Cứ bóp quanh chậu và sang. Đây nè, về là cả nhà mình được một cái chậu hoa lan đẹp luôn rồi. Mà giá thì chỉ có 120.000 hai chậu rồi cả nhà ơi. 120.000 hai chậu. Đây nè, cái này cả nhà mình xem nè. Nhìn cái chậu, cái này thì em cũng có số lượng có tầm 20-30 chậu thôi. Nó đang đi mầm rất là khỏe đẹp như thế này. Và khi cả nhà mình sang chậu cũng đơn giản lắm ạ. Rất là đơn giản, về nhà cả nhà mình tranh thủ sưu tầm đi. Lâu lâu ví dụ như đây nè, lâu lâu như em chỉ có vài chục chậu này thôi. Đó, cả nhà xem này, dỡ ra được nguyên bầu giá rễ như thế này luôn rồi. Đó, toàn bộ giá thể cả nhà mình chuyển sang chậu mới ha. Vì số lượng chỉ có vài chục chậu thôi cả nhà. Nó hết cái lượt hôm nay thì giờ sau cả nhà mình muốn sưu tầm thì em lại không có hàng, nên là cả nhà mình tranh thủ nha. Thấy phiên nào yêu thích cái mẻ nào thì cả nhà mình chốt liền nha. Rồi E4 ngọc thạch ghép trên cái bảng giớn thuần khỏe như thế này, giá 120.000. Ngọc thạch cả nhà ơi, hoa trắng tím vàng ha, ghép trên bảng giớn này, về nhà cả nhà mình cứ múc ốp vào tường cũng rất là dễ nha. Rồi cái này là vừa tích tụ nè, nó có một thân là thân tích tụ nè, cộng với cái thân đây thì vani đó, vani tích tụ và vani nha cả nhà ơi, giá 130.000 một bảng. Đó cả nhà mình có thể mình gộp đơn, mình lấy 2-3 bảng ha. Cái lông xù bê màu này nữa. Cái giò đó sao lại gộp thập cẩm cả nhà ơi, lại gộp thập cẩm cho cả nhà mình luôn. Rồi mã A5, cái này cũng vừa là thân tích tụ nè, rồi có vani cho cả nhà mình luôn, có hạt vỉ nữa này cả nhà. Cái giò này hơi vị nhiều loại, nên là anh chị nào mình muốn sưu tầm thập cẩm trên một cái bảng giớn thì cả nhà mình chốt ha. Giá 130.000 một bảng luôn ạ. Mấy cái bảng này thì lâu lâu nó có một bảng vô như vậy thôi, nên là anh chị nào mình sưu tầm nhanh nha. Rồi mẹ E7 nè, cái này là hoàng thảo vôi. Như vừa rồi thì hoàng thảo vôi chậu 100.000 cũng có, hoặc là anh chị nào mình muốn sưu tầm những trên cái cục gỗ như thế này, giá 190.000 cả nhà ha. 190. Cái này là dòng thân thầm. Dòng thân thầm, cái mầm nó đang còn dài nữa nha cả nhà, nó dài gấp đôi gấp ba nữa là bình thường. Hoàng thảo vôi đây nè, mình lấy hai bảng đi cả nhà. Đẹp ha. Đẹp. Cả nhà mình lấy hai bảng đi, mình về mình treo sát nhau như thế này, nó về nó làm giống như là có một cái tấm rèm màu xanh đó cả nhà. Giá thì chỉ có 190.000 một bảng thôi. Cây thuần khỏe cho cả nhà. Rồi hoặc là cái bảng này nè, xum xuê hơn ha, mã A8 nè.
giá 220.000 E8 hoàng thảo vôi. Cây đang còn thuần khỏe nè, đang còn đi đọt nữa cả nhà ha. Đang còn đi đọt và nó thòng xuống như thế này, hoàng thảo vôi thì hoa rất là thơm. Như những cái thân như thế này nè cả nhà, cuối mùa đi nó thắt ngọn nó cho hoa thì đảm bảo cả nhà mình rất là sai hoa luôn, tại vì nó dài á cả nhà. Nó thòng thân xuống dài thì cho hoa nó sẽ càng sai hơn nữa. Rất là sai hoa rồi mẹ E9, cái này là sắp chậu hai cây như thế này, một chậu đang có hai cây như thế này giá 100.000 nha cả nhà ơi. E9 sắp chậu hai cây 100.000 một chậu, 100.000 một chậu cả nhà nha. Rồi tiếp theo sóc nè, sóc em đang có chậu 5 cây như thế này, mã E10, chậu 5 cây như thế này giá là 150.000. 150 cả nhà ơi, tranh thủ đi sưu tầm, em đang có 2 chậu này thôi, em đang còn 2 chậu như thế này thì cái giá sưu tầm cho cả nhà mình ha, giá 150. Cây bên em trồng thuần khỏe và ăn nắng khỏe nên cả nhà mình yên tâm về chất cây và form cây ha, về nhà trồng thuần rất là dễ luôn. Rồi tiếp theo, giò này đẹp nè cả nhà ơi, giò này đẹp nè, mã E11 sóc ha cả nhà ha, sóc cũng 5 cây giá 180.000. Đẹp đúng không cả nhà? Sưu tầm ngay ha, giá 180. Sóc đã trồng thuần khỏe cho cả nhà mình luôn, sóc. Rồi tiếp theo E12 nè, một cái giò sóc tròn xì hơn nữa như thế này. Giá thì 250.000 rồi cả nhà ơi, 250.000 ha. Cây thuần khỏe cho cả nhà mình ha, 250.000 cho một cái giò sóc đây ạ. Cây thuần khỏe và sóc thì một cái dòng này thì hoa nó rất là thơm ha, hoa tím thơm ha cả nha. Rồi E13 em đang có cái này là nghinh xuân cả nhà ơi. Nghinh xuân giá thì chỉ có 250.000 một chậu, 250. Cái nào chậu E13, của nó 250. Đang có là 5 cây. Và những giò như thế này thì cả nhà mình chăm sóc Tết tới là cả nhà mình để có thể có hoa ngắm rồi ha. Nghinh xuân rừng cả nhà, hoa rất là thơm. Còn như cả nhà mình nè, lưu ý giúp em những cái lá chân này thì lá chân từ rừng thì nó không vấn đề gì hết ha. Mình chăm sóc nè, đang đi lá ngọn xanh đẹp và bên em trồng cho ăn nắng, chăm từ nghinh xuân này cho tới là chồn sóc đều một chế độ như nhau nên là về nhà cả nhà mình chăm sóc rất là dễ ha. Rồi tiếp theo E14 nè, E14 nghinh xuân này, anh chị nào mình thích những cái form cây to hơn thì em cũng có luôn. E14 giá 420.000 một chậu, chậu 5 cây mà form cây nó sẽ to hơn nha cả nhà ơi. Đây nè, em đang có hai chậu như thế này cho cả nhà mình xem. À, cây thì đang lên đi form và đi lá rất là khỏe luôn, giá 420. Form cây này cả nhà xem nè, form cây thì nó sẽ to hơn nhiều so với cái chậu 250 cả nhà ha. Đây, form cây rất là ok. Những cái giò này Tết tới cả nhà mình chỉ việc mình để trên bàn mình ngắm hoa. Và ghép thì cũng rất là kỹ càng cả nhà ơi, từ thấp lên cao rất là có form cho cả nhà mình luôn. Giá 420.000. Rồi tiếp theo, ô cái này nãy quên lấy móc em ha, giò nó nặng lắm. Giò nó nặng lắm. Tiếp theo em lên cho cả nhà mình là một cái giò nghinh xuân rừng. Giò này hơi to nên là em phải lấy móc chia cho cả nhà mình đây. Rồi nghinh xuân nha cả nhà. Nghinh xuân thì bên em là chỉ chuyên hàng rừng nha cả nhà. Anh chị nào mình muốn sưu tầm những cái giò hoa lan rừng thì cả nhà mình cứ nhắn với em. Rồi tiếp theo cái giò này, trời ơi cả nhà ơi, xem form cây nè, rất là ok luôn. Em xích ra cái cây nó lại giùm chị với. Đây này cả nhà, xem form cây nè, to đúng không cả nhà. Form cây em đưa vào tay cho cả nhà mình, cái giò này ghép theo kiểu tròn đều đó nha. Anh chị nè, mình có không gian một chút, toàn bộ đều là những cây nghinh xuân rừng hết nha cả nhà. Ghép theo kiểu tròn đều và form cây nè, ok quá ha. Đây nè, em đứng vào người cho cả nhà mình xem được, to cả nhà ơi, form cây rất là to. Và riêng cái bảng lá cả nhà mình xem nè, giò này to đẹp lắm cả nhà xem nè. Đây em đưa tay vào cho cả nhà mình xem cái bảng lá nè, rất là đáng để sưu tầm. Một cái giò nè, form cây nè, để tay vào cho cả nhà mình xem nha. Rồi E15 giá 1.750.000, 1.750.000 ha cả nhà ha. Phí ship thì 1.750.000. Cái giò đó nó rất là to và nặng, phí ship 70.000 đi. Phần còn lại em sẽ hỗ trợ cho cả nhà ha. Một cái giò rất là to và nặng đó cả nhà. Form cây rất là to luôn, cây nó thùng khỉ và nó phát cây á cả nhà. Và bên em chăm sóc hữu cơ cả nhà mình yên tâm, không cần phải lo về gì vấn đề gì hết. Cái dòng này thì nó ưa phân bón lá thì cả nhà mình có thể mình cho nó ăn thêm phân bón lá B1 hoặc là cái NPK 30-10-10 nha. Hoặc là cả nhà mình cần tư vấn gì thêm về phân bón chăm thì cả nhà mình cứ nhắn cho em. Rồi E16 cái này là tóc tiên hương dừa. Đó, cái lan nó như thế này, nó gọi là tóc tiên nè. Và hương dừa, cái mùi hương rất là ngọt ngào. Cái này là những cái bông hoa cuối mùa rồi cả nhà ơi. Dòng này thì nó sẽ cho hoa từ tháng 2, tháng 3. Và cái mùi hương cực kỳ ngọt ngào luôn. Anh chị nào mình trải nghiệm cái dòng hoa này thì sẽ rất là thích nha. Rồi E16 320.000. E16 320.000. Mùa này sau hoa thì bắt đầu là nó sẽ đi mầm á cả nhà. Các loại lan rừng luôn, cứ sau hoa thì sẽ là mùa mầm. Còn giờ mà đang hoa thì nó sẽ tập trung dưỡng cây hơn, dưỡng hoa hơn. Rồi E17 tóc tiên hương dừa này giá 250.000.
Em 17-250. Ghép trên một cái cục gỗ như thế này cả nhé ha. Nhìn nó cũng rất là nghệ thuật ha. Giá 250 nghe. Anh chị nào mình sưu tầm ha, tóc tiên một cái dòng rất là đáng sưu tầm đó ạ. Nó vừa đẹp về cái phong lá, nó lại rất là thơm nữa, thơm ngọt ngào. Em 18, cái này là em đang có một cái chồn nè, chồn đen cây như thế này. Giá 150 ngàn cả nhà ơi. Một cái cục chồn này giá 150 cả nhà mình sưu tầm nha. Trên cục gỗ này về nhà cả nhà mình có thể mình ghép thêm loại lan gì lên trên đó cũng được nha. Rồi tiếp theo, cái này là A19 nè. Cái này là một cái dòng vũ nữ hoa. Em cái tên thì em lại quên mất là tên gì. Cái dòng này hoa nó màu tím và cái nụ cả nhà xem nè, cái nụ vũ nữ mà nó to lên bông hoa như thế này luôn. Rồi giá 180 ngàn thôi. Và riêng cái dòng vũ nữ đây nè cả nhà, nó ăn nắng nữa mà cái phong cây nó như thế này nha cả nhà. Nó ăn nắng nó sẽ có màu xanh vàng như thế này, không vấn đề gì hết nha. Đang đi rễ khỏe cho cả nhà mình. Giá 180 ngàn. Anh chị này mình muốn sưu tầm vũ nữ nè cho nó đa dạng thì có cái giò này vừa đang nụ cho cả nhà mình luôn ha. Rồi A20, cái này là quế tím cả nhà ơi, quế tím nè, ghép trên một cái cục gỗ như thế này. Đây nè, đây là những cái lá chân từ rừng về, còn đây thì mình chăm sóc nè. 290 ngàn. Đang đi ngọn rất là ok luôn ha. 290 ngàn cho một cái giò quế tím ghép trên gỗ như thế này nha. Quế tím, một cái dòng quế nó màu tím đậm và rất là thơm, đáng để sưu tầm đó cả nhà ơi. Ghép gỗ thì nó lại nhìn rất là tự nhiên ha. Rồi A21 150 ngàn, hoa lan kiều vuông. A21 150 ngàn. Hoa lan kiều vuông cả nhà ơi, cây thuần khỏe cả nhà xem, phong cây này rất là đanh cây luôn. Cây thuần khỏe nha, giá 150 ngàn. Cây thuần khỏe lâu năm, hoặc là anh chị này mình muốn nè, MA22 nè, 190 cả nhà ha. A22 cây này sẽ xum xê cây hơn, giá thì chỉ có 190 ngàn thôi. Còn cả nhà mình xem bộ rễ này nè, yên tâm. Kiều vuông thì cái dòng này nó hoa nó rất là dễ cho hoa. Kiều vuông thì là rất cực kỳ dễ cho hoa đó cả nhà, hoa lại thơm nữa nha. Rồi A29, cái này là một cái giò vừa đùi gà cả nhà ơi. Giò này đùi gà á, đùi gà 100 A29 280 ngàn cả nhà nha. Đây nè, đây là những cái mầm tơ nó mới lên nè. Đó, những mầm tơ mới lên, giá 280 ngàn rất là ok, hợp lý đúng không cả nhà ơi. Giá 280 một cái giỏ tròn xinh như thế này. Hoa lan đùi gà thì dòng này hoa nó cũng khá là bền đó cả nhà. Hoa bền và rất là tươi. Rồi cái này là năm cánh trắng HO nè, Huyền Oanh đó cả nhà. Rồi em đang còn hai chậu như thế này, mã A24, giá 250 ngàn hai chậu. Em đang còn hai chậu cuối thôi nên là cả nhà mình tranh thủ mình săn hàng ha. 250 ngàn hai chậu, năm cánh trắng HO á. Về cây thì cả nhà mình yên tâm, chuẩn cây chuẩn giống cho cả nhà mình luôn, đảm bảo chuẩn cây chuẩn giống. Rồi năm cánh trắng Phú Thọ nè, đây nè, đang có hoa luôn cả nhà ơi, hoa đang nở như thế này luôn. Rồi năm cánh trắng Phú Thọ nè, mặt hoa cho cả nhà mình luôn, rất là thơm. Rồi em đang còn một chậu, đây là một chậu đang hoa nha. Rồi chậu thứ hai đang có nụ thì cái thân nó cũng đang bị gục đó cả nhà. Nó đang bị gục thì không ảnh hưởng gì tới hoa hết nha. Không ảnh hưởng gì tới hoa hết và mầm gốc vẫn đang đi rất là khỏe. Nó gục thì nó vẫn nở hoa bình thường. Hai chậu. Rồi chậu số 3 đây. Chậu số 3 đây. Đang đi mầm cực kỳ khỏe cả nhà mình thấy không? Đang đi mầm cực kỳ khỏe luôn, đảm bảo mầm gốc cho cả nhà mình. Rồi A25 giá 250.000 ba chậu. Đây là những cái mã 25 250 ba chậu. Em đang còn vài chậu cuối cùng thôi nên là em sale cái giá rẻ cho cả nhà mình săn hàng nha. Còn ví dụ như có những cái thân quật thì em sẽ báo cho cả nhà mình trước tình trạng cây đó là như vậy. Còn về mầm gốc thì đảm bảo cây đang đi mầm gốc khỏe cho cả nhà mình nha, đảm bảo cho cả nhà luôn. Rồi A26 cái này là hoàng thảo xoắn cả nhà ơi. Hoàng thảo xoắn mặt hoa nó sẽ như thế này nè, cánh nó xoắn và cái màu nó rất là lạ lạ ha. Đang đi mầm gốc rồi, giá 150 ngàn. Giá 150 cho một cái giò hoàng thảo xoắn như thế này cả nhà ơi, đang lên mầm gốc nè. A26 150. Rồi tiếp theo cái này là dáng hương rễ quạt. Dòng dáng hương rễ quạt rất là ít có trên thị trường cả nhà ơi, cái này phải săn hàng à. Rồi dáng hương rễ quạt một cái giò ghép chậu gỗ nè, 27 950 ngàn, và lên cái cục gỗ như thế này nữa ha cả nhà ha. Dòng dáng hương thì hoa rễ quạt, cái môi quạt á cả nhà, rất là dễ thương luôn. Rồi anh chị mình sưu tầm thì chốt cái mã này ha, cái giò này nặng đó cả nhà ơi. 27 950 ngàn, phí ship 40 ngàn đi, phần thiếu em hỗ trợ cho cả nhà mình cho ha. Phí ship 40 ngàn đi cho cả nhà mình sưu tầm một cái dòng dáng hương đó. Như cả nhà mình có thể bình coi dáng hương tam bảo sắc nè, rất là nhiều dòng dáng hương rồi, thì dáng hương rễ quạt thì
sưu tầm cho đủ bộ cả nhà ha. Rồi cái này là cù leo minh nè, đó chia sẻ cho cả nhà mình, đây là cù leo minh giống đó cả nhà. Rồi A28 giá 450.000, hàng giống, chia sẻ cho cả nhà mình ha. 450.000. Đó, anh chị nào mình sưu tầm thì chốt ha, cù leo minh rất là hiếm luôn đó cả nhà ơi. Đó, chia sẻ hàng giống cho cả nhà mình, giá 450, cái dòng nó giá trị nó cao. Rồi A29, cái này là kim điệp xuân cả nhà ơi, kim điệp xuân. A29 kim điệp xuân 150.000. Đang lên mầm vẫn rất là khỏe nha cả nhà ơi, đang đi mầm rất là khỏe. Ít mầm thì em tính cho cả nhà mình cái giá mềm mại sưu tầm ha, trên một cái cục gỗ như thế này nè. Rồi 150.000 ạ. Hoặc là kim điệp xuân nè, ghép trên một cái trụ gỗ như thế này. Đó, trụ gỗ như thế này, kim điệp xuân thì một dòng hoa vàng và cực kỳ size hoa luôn. Rồi A30 390.000 cho một cái dòng kim điệp xuân. A30 390.000. Cả nhà xem nè, mầm tơ đang đi rất là khỏe nha. Còn những cái thân này là những cái thân cho hoa mùa vừa rồi, không ảnh hưởng gì hết cả nhà, mình đừng có cắt đi. Đó, cứ để đó để cho nó nuôi cây, nó nuôi mầm đó cả nhà. Rồi 390 cả nhà ha, ghép trên một cái cục gỗ này, rất là ok luôn á. Rồi hoàng phi hạt ạ, hoàng phi hạt ghép trên một cái thớt gỗ nè. A31 giá thì chỉ có 220.000 thôi ạ. Hoàng phi hạt nha cả nhà, đang đi mầm cho cả nhà mình nè, đang đi mầm khỏe ha. Đang đi mầm trên này vẫn còn lượt mầm đang lên nữa cho cả nhà mình đây. Rồi giá 220.000 mà A31, và mỗi mẻ thì chỉ có một thôi cả nhà ơi. Những cái giò ghép như thế này mỗi mẻ chỉ có một thôi, không có cái mẻ nào giống mẻ nào, nên là cả nhà mình tranh thủ mình sưu tầm nha. Rồi A32, cái này cũng là hoàng phi hạt luôn này cả nhà. Hoàng phi hạt luôn cả nhà, xem nè, đây là cái lực mầm lên của nó nè, rất là khỏe ha. Và đang đi mầm nè, lá xanh căng đẹp. Rồi A32 giá 630.000. Nó phí ship cũng vẫn 40.000 đi. A32 630.000. Phí ship cũng vẫn 40.000 đi, phần thiếu em sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình ha. Phần thiếu em sẽ hỗ trợ. Cả nhà mình cứ chụp màn hình. Đó, chụp màn hình nó sẽ kèm mã số và kèm cái giò đó thì yên tâm đảm bảo gửi chuẩn mã cho cả nhà mình nha. Cả nhà mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi tiếp theo hoàng phi hạt nè. Đó, anh chị nè, mình muốn ghép gỗ cũng có, mà muốn những cái giò tròn xòe như thế này cũng có. Rồi A33 giá 950.000. 950, trời ơi cả nhà ơi, một cái chậu A33 950.000 tròn xòe như thế này và đang đi mầm cực kỳ khỏe cả nhà ơi. Hình ảnh cực kỳ thực tế luôn nha. Em quay rất là thực tế cho cả nhà mình luôn. Rồi 950.000. Rồi cái giò này sưu tầm ngay đi cả nhà ơi, rất là nhiều lan và mầm gốc đang lên khỏe lắm ạ. À, em đang có một cái giò Vanda. Vanda này thì giá thanh lý nha cả nhà ơi ha. Và Vanda giá thanh lý A34 giá 250.000 cả nhà ha. A34 giá 250 nè. Đó, 250 cái giá này thì giá thanh lý thôi, nên cả nhà mình sưu tầm thì cả nhà mình chốt sớm nha. Một giò duy nhất nha, Vanda. Dòng này thì lá xếp rất là ok luôn á, nhìn rất là thích mắt nha. Ghép theo chân, ghép lũ rồi cả nhà. Đó, anh chị nè mình sưu tầm thì cả nhà mình chốt nha, 250.000 à. Đó, giá đó là giá thanh lý luôn rồi. Không có lợi nhuận hay gì ở đây hết, nên là cả nhà mình có thể mình săn hàng ha, cả nhà mình chốt nha. Rồi cái này em đang có một cái cục kiều vàng cả nhà ơi, kiều vàng giá 150.000, ghép trên một cái cục gỗ như thế này và nó vẫn đang lên mầm gốc nha cả nhà, đang lên mầm gốc như thế này nè. Vàng 150. Đó, cả nhà mình sưu tầm yên tâm, 150.000. Rồi tiếp theo mã A36, cái này cũng là kiều vàng luôn, nhiều thân hơn và có mức giá là 450.000 cả nhà nha. Hoa lan kiều vàng, hoa kiều vàng thì nó sẽ đẹp đó cả nhà ơi. Nó sẽ chuỗi và rất là thơm, hoa lan kiều vàng nha. Đây là những cái mầm tơ nó mới lên đó cả nhà, những cái mầm là mầm tơ đó. A36 rồi 450.000 cả nhà. A36 450. 450.000 một cái cục kiều vàng như thế này. Rồi tiếp theo cái này là kiều vuông. Kiều vàng thì cái hoa của nó, cái nhụy của nó sẽ vàng đậm hơn kiều vuông. Kiều vuông thì hoa trắng hồng vàng ha. Rồi A37 nè, 650.000. A37 650.000. Ghép trên một cái trụ dớn cả nhà ơi, ghép trên một trụ dớn mà ghép theo kiểu tròn đều như thế này ha. Còn những cái mầm đây là mầm tơ cả nhà, xem mầm tơ đang đi nè. Mình phân biệt những cái loại lan rất là dễ cả nhà ha. Kiều vuông thì thân nó sẽ vuông như thế này cả nhà xem nè. Đang lên mầm rất là khỏe, thân vuông đẹp ha. Rồi 650.000 mã A37 cả nhà ha. A37 650 ghép theo kiểu tròn đều nè. Rồi tiếp theo A38, trời ơi đây là một cái giò hoa lan kiều tím cả nhà. Hoa lan kiều tím, hôm nay có đủ loại kiều cho cả nhà mình luôn. Kiều vuông, kiều vàng và kiều tím. Cả nhà mình tranh thủ mình sưu tầm ha. Rồi A38 kiều tím giá 850.000. Cả nhà xem nè, thân đanh khỏe đúng không cả nhà, rất là khỏe luôn. Và trong đây nè, mầm tơ đang lên đó ạ.
Bên này cũng mầm tơ đang lên cho cả nhà mình sưu tầm nè. 850 ngàn ghép trụ gỗ cả nhà. Rồi cái đầu này thì kiều vi ship thì 40 ngàn luôn đi. Cái phần thứ em sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình nha. Rồi tiếp theo này cả nhà ơi, A39, cái này là một cái giò hoa lan kiều vuông. Giò này thì 1.450.000 cả nhà. Nó ghép theo kiểu là trụ nhưng mà trụ tầng ha. Tầng và ghép theo kiểu tròn đều cả nhà nè. Ghép theo kiểu tròn đều. Còn cái trụ đây thì cả nhà mình xem nè. Cây đã thuần khỏe lâu năm và đây là những cái lực mầm tơ. Trời ơi, cả nhà em xem nè, cây cực kỳ khỏe ha. Mầm tơ nó đã lên như thế này rồi nè cả nhà. Nó vẫn còn keo, nó vẫn còn keo và dài hơn nữa nha. Rồi giá 1.450.000. Trời ơi, vui vui. Phí ship 70.000. Giờ này xe đẹp nha cả nhà. Còn cái phí ship 70.000 đi. Nó nặng. Ghép gỗ nó hơi nặng nên là phí ship nó cao quá cả nhà. Phần thiếu em hỗ trợ cho cả nhà mình cho. Rồi hoa lan đùi gà này cả nhà. Cái giò này là cái giò cuối cùng luôn rồi đó. Cái giò cuối cùng luôn. Và cái giò đùi gà này là cái mẻ á. Mẻ cuối cùng đó cả nhà. Vườn là chỉ còn một cái giò siêu khủng này nữa thôi. Được cả nhà mình ủng hộ cũng rất là nhiều giò đùi gà luôn rồi. Nên em chỉ còn một cái giò tác phẩm cuối cùng. Nên là anh chị nào mình sưu tầm thì cả nhà mình nhanh tay nha. Cái giò này thì chắc phải khoảng tới 3 người ôm. Đây này em đứng vào thì cả nhà mình có thể mình án chừng được cái độ to của nó. Cây thuần khỏe lâu năm và toàn bộ như thế này đều là mầm tơ mới lên cả nhà ơi. Toàn bộ mầm tơ như thế này nè, đang lên rồi. Giá của nó là 5.500.000. Phí ship 250. Còn cái phần thiếu em hỗ trợ cho cả nhà xem nè. Ghép trên một cái trụ gỗ như thế này. Rất là nhiều lan. Rất là nhiều lan ghép trụ gỗ vừa nặng nè. Rồi mặt trước cả nhà mình xem nè. Mầm tơ, toàn bộ mầm tơ nè. Mầm tơ đang đi mà nó đã dài 30-40 như thế này. Và ngọn đang còn đi khỏe nữa cả nhà ơi. Nó vẫn còn đẹp hơn nữa nha cả nhà. Đó, đây mới là mới đầu đoạn đường thôi. Đó, nó vừa sau cái mùa hoa đó cả nhà. Mới đầu đoạn đường thôi nó đã đẹp như thế này rồi. Cả nhà mình chăm sóc thêm cuối mùa, đảm bảo sẽ là một cái giò rực rỡ cho cả nhà mình luôn. Cái giò này về nhà thì cả nhà phải nói là tuyệt vời lắm luôn ạ. Rồi anh chị nào mình sưu tầm thì cả nhà mình chốt ngay nha. Nhắn tin cho em và kèm theo mã số, bên em sẽ tư vấn và chốt đơn ạ. Em xin chào cả nhà nha.